Gia đình Thủy xin kính chào ông bà, quý vị, các bạn. Hôm nay Thủy trở lại nhà của em Di. Thì có một chị ở bên Canada, chị Phương gửi cho em được 100 đô. Thì Thủy mời quý vị, các bạn cùng vô nhà của chị Mai với anh Khanh nha. Với nhà của em Di á. Chị. Dạ, chào anh. Đây là anh Khanh. Chị Mai. Hôm nay anh Di có đi tập dữ liệu ông gì không chị? Hôm đó nó có đi mà hôm về tới nay cũng 4 tuần rồi. Về nhà nay 4 tuần rồi. Rồi chị cũng có muốn người ta lại tập hàng ngày. Thấy nó có phát triển gì thêm không chị? Nay nó cũng hơi biết nhiều, rồi có con gái là dò thì nó chưa có ngay ra được nhiều cơ. Nó còn cũng còn hơi cong vậy đó. Chứ tay nó thì thấy cũng ngay ngay ra được. Còn cái tay này thì chưa. Cái tay này nó không có ngay được. Nó gồng lên nó thì có chứ mà nó ngay ra thì không được. Tập vậy hôm nay chị nói đỡ được có ăn uống được không chị? Chị cho nó ăn cơm. Nó ăn cơm chừng nửa chén cơm, nhiều cơm thì canh, nửa chén cơm cứ nửa chén. Dạ rồi chị có đút Di ăn gì chưa? Hồi nãy thôi ăn cơm rồi, tới giờ nó ngủ rồi chị chưa cho nó ăn gì nữa hết. Thôi chị đút thử đi cho bà con ta thấy. Cho ta mừng cho em Di. Bây giờ chị lấy con sọ chị đút cho nó ăn được không? Dạ, hồi được, sáng chị có cho nó ăn đó. Bây giờ nó còn chị ấy là chị ăn cho nó ăn. Mấy tháng trước mình có quay em Di á, thì em Di tỉ đút sữa trong cổ họng không à, không có nhai gì được. Bây giờ được ăn cơm vậy là mừng cho em rồi đó. Chị ginh xuống đây nằm hả chị? Chị ginh xuống đó cho nó thấp á, cho nó mát. Tại vì ở trên cái đó nó cao quá, cho nó nằm nó mát. Sức khỏe anh sao hôm nay sao rồi anh Khanh? Đây cũng đỡ rồi cô, tự hôm rồi đi Di nó nằm ở trên bệnh viện Tầng An á. Dạ. Rồi bữa lễ 14 về rồi thì lấy đồ lên, lấy đang lên thì bị xe lịch nó hất, hai chiếc nó hất văng lề nó bỏ nó chạy luôn. Rồi bị gãy xương đòn với năm cột sườn. Nhưng thì giờ ta thì lên bác sĩ thì Nguyễn Chiểu thì băng bó lại cho mình thì giờ vẫn không cho làm nặng được nữa. Cả cái năm mấy hai năm mới làm được. Nên cũng ổn ổn rồi nhưng làm nặng thì không được, như là làm những cái vật nhẹ thì được. Như giờ anh sóc giác thì nó sẽ không được. Dạ. Sóc giác thì như anh Di á, hôm đó như tân giường ở đây nằm xuống đây được không? Còn nổi không? Khiên hả? Dạ. Không mấy thì chị ginh thì có anh hai đó, anh hai mới ginh. Cái này thì bây giờ chị Mai hả? Cái hôm tai nạn của em sao chị kể sao cho bà con ta hiểu được không? Tại vì khi có mấy người mới coi ta chưa hiểu á. Người mới coi thì người ta không hiểu lý do là sao á. Mà nó đi làm về. Nó đi làm về chắc cũng 1-2 giờ chiều vậy nè. Cái nó về cái nó đi thì nó đi tới cái đường quẹo vô thì nó bị vướng lưới của người ta gào nhãn gào gà đồ đó hơn. Rồi cái nó bị vướng cái nó té nó đập đầu xuống thì nó té. Hồi lúc đó thì có mấy anh nó trong nhà bà nội năm nó chạy ra ẩm lên liền. Ẩm lên liền rồi chị mới bao xe đi lên Nguyễn Đình Chiểu thì tên Nguyễn Đình Chiểu nó không ổn rồi bác sĩ mới cho đi thành phố luôn. Đi thành phố luôn rồi ở nằm ở trên thành phố tới 3 tháng 5 ngày. Rồi mới về dưới người ta cho xuất viện, mới về Nguyễn Đình Chiểu ở 9 ngày, rồi qua bên Trần Nhân An ở 8 tháng mấy nữa. Tại nhiên giờ nó đậy 5 rồi đó. Lúc lên bệnh viện Nguyễn thành phố người ta nói em Di bệnh gì? Bị tai nạn bị sao? Nó bên bác sĩ nói thì bên bị chấn thương màng não tán hai bên. Nó chấn thương màng não tới hai bên lận. Nếu một bên á thì bác sĩ nói là có một bên á thì một bên nó đã mạnh. Còn này hai bên, một bên á thì nhẹ hơn chút mà nó bị gồng tay. Còn bên đây á thì nó bị cái tay bên chân bên liệt. Bây giờ nó được gồng lên cái tay bên đây nhưng mà cái chân thì chưa. Nó được gồng lên nhưng mà giờ thì thấy nó gồng lên vậy thôi chứ giờ chị cũng nói chung muốn chưa hút mắt mà nó chỉ gồng lên cho mạnh lên vậy thôi à.
chứ nó không có ngoe ngoe như được như chị đang kia. Không rồi. Lấy cái ly nước đi, lấy ly nước cho nó uống nước thì nó ướt được. Ừ. Em Di là chị là mấy người con? Chị được hai đứa, mà đứa này thì Di thì nhỏ. Dạ. Còn Di anh thì lớn. Còn kinh tế gia đình anh chị lúc này sao rồi nhỉ? Rồi, nhà chị thì có xanh quanh vậy thôi chứ không có nhà, không có giường tượng gì hết. Chị chỉ đi mận cho người ta rồi là có để mua gạo mua đồ ăn thôi, chứ còn như hồi cái gì hồi lúc chưa bị tai nạn thì nó cũng mận, mỗi tháng nó cũng cho chị được vài triệu. Dạ. Để đóng hội đóng hè hay là hoặc chi tiêu gì vậy đó. Dạ. Rồi cha nó thì cũng đi mận hồ. Mận hồ thì mỗi tuần thì ảnh cũng được triệu mấy, hai triệu. Mận giờ này thì cũng không mận gì được. Anh bị tai nạn là mà nghỉ mận tới nay phải không? Dạ. Dạ. Giờ lao động mà hình như lao động chính hiện giờ là nhờ có thằng anh Di hả? Di anh đó hả? Còn có Di anh thôi. Nó làm một ngày tính ra được nhiêu tiền không? Tháng nhiêu tiền không chị? Nó thí dụ nó đi nhạc đồ hoài thì thí dụ đi show vậy á, người ta trả cho nó được 200. Dạ. Còn thí dụ mà dài ban ngày nó mới đi được ngày cũng có, rồi có khi nó đi liên tục cũng có. Dạ. Đi nhạc bằng nhạc đám tang lễ ha. Nhạc tang lễ cũng có, mà nhạc sống bấm máy laptop á. Dạ. Thì cũng có, nó cũng đi được luôn. Dạ. Hôm nay Di nhai được mừng cho em mày. Nó ăn được con sò nè. Cái một tháng mấy trước á, em nằm không uống sữa, hơi vất vả. Sữa mà đút bằng trong cái cổ họng không à. Không có đút bằng miệng nữa. Rồi hình đám cưới của em đây là này của em Di phải không? Dạ đúng. Dạ. Hôm nghe chị kể là còn mấy ngày nữa đám cưới em hả? Còn 4 ngày nữa kìa. 4 ngày nữa tới đám cưới. Rồi cuối cùng là đám cưới có làm không? Làm đám cưới thì hồi lúc đó tại vì cái ngày mà nó té là cái ngày cô bác nó đem gặp lại tới nhà mình để tất rồi. Là bữa sau là nó đi phải đi qua bên vợ nó đó, là cái ngày thứ tư thứ ba đó là rước dâu đó. Cái ngày té là 4 ngày nhưng mà cái qua 3 ngày kia là phải đi qua bên đó người ta đãi tước mình ngày. Rồi đàn gái thì ta phải đẩy trước mình ngày, còn mình bên đây thì đàn trai thì mình rước dâu gì mình đẩy luôn đó. Thì ngày đó là nó bị vậy rồi không có làm, rồi cái bắt đầu bên kia người ta mới nói là làm đặng cho người ta làm đám cưới người ta gả con người ta, thì bên đây thì thôi giờ người ta đem gạt đồ tới rồi bò heo đồ cũng có sẵn rồi, rồi làm người đặng bên nào nấy đãi rồi thôi, chứ bây giờ mình hồi cũng không kịp nữa. Mình hồi không kịp vì đâu có ai mà hồi mà nó thì đi lên bên kia, mà nếu mà hồi á thì cũng mượn đi hồi, nhưng mà người ta nói là bên xui á nói là thôi đi của ai thì lấy đãi, còn tại vì sợ nói là MG nó ít nó nhẹ thì thôi đi thành phố cũng 5-10 ngày nó về, bên kia người ta cũng có cho mình để làm vài ba năm đặng rước con người ta về, người ta tưởng là vậy nhưng mà không ngờ đâu thì cái di quản nó quá nặng. Rồi chuyện vợ chồng nó hiện giờ sao rồi chị? Vợ nó mà qua tả của rồi cưng. Dạ. Tả của hôm nay cũng 3-4 ngày nay. Dạ. Có nghĩa là vậy thôi ha, thì hai đứa nó cũng như là chưa có gì hết phải không? Nó chưa có gì hết. Dạ. Chị thấy em Di tiến triển nhiều không chị? Nay nó ăn rồi chị cũng mừng nữa. Dạ. Rồi với nó cũng kêu nó cũng biết. Như hả đá banh rồi đó. Dạ. Cái mà anh nó nói thôi coi đá banh không? Cái nói nó nghe. Dạ. Nó nghe rồi cái bắt cái điện thoại lên đó. Dạ. Cái để lên cho nó coi thì nó cũng nhìn. Dạ. Nó cũng nhìn nó coi đá banh. Dạ. Thì hôm mình trị bệnh cho em nó hết nhiêu tiền chứ còn ở trên thành phố không á, là 3 tháng mấy là chị nó làm cho nó hết là 308 triệu mấy tiền á. Tiền đủ rồi không chị? Không, tại vì bây giờ chị thì cũng không có tiền, nhà cửa thì biết rồi đó, không có đất đai. Mà đi lên tỉnh trị bệnh cho nó thì chị cũng không có tiền, cũng có chút đỉnh vậy thôi. Chứ cũng không có tiền nhiều, mà cô bác thì người này cho mượn, người kia cho mượn vậy đó. Rồi nếu mượn không đủ thì giờ có cô bác đó, cho mượn sổ để cầm gia nhà nước. Nhưng mà về tiền cho em chứ giờ không ấy thì chị cũng không có tiền để bao cho em nổi. Hiện giờ còn nợ bao nhiêu tiền không chị? Chị bây giờ chị nợ thì tùm lum hết trơn chị, giờ chị không, bây giờ giấy mới biết được chứ giờ không còn biết nữa, tại vì cô bác nó cho mượn rồi, người nào người ta cũng có miếng giấy rồi để làm cho mình trả cho người ta. Cái phỏng phỏng không có biết ra hả? Phỏng phỏng ra thì bây giờ á hả, tiền nợ của cô bác á thì khoảng chừng trăm hơn, còn nhà nước thì chị còn thiếu
50 mấy triệu nữa. Là tổng cộng là 150 mấy triệu ha. Cộng 150 mấy triệu nữa. Vậy là em Di còn đi lên bệnh viện nữa không chị? Chắc chị phải đi nữa, chị mà chị có tiền chị mới đi nữa. Mỗi lần mình tập vật lý trị liệu vậy là tốn tiền không chị? Bây giờ ở nhà này á, thì chị mướn con bé nó lại nó tập á, thì mỗi một tiếng đồng hồ vậy là 60 ngàn. 60 ngàn một tiếng. 60 ngàn một tiếng. Ngày nào cũng tập hết. Dạ. Từ hôm về tới nay, bốn từ nay thì ngày nào nó cũng tập hết. Là lúc 9 giờ nó qua nó tập. Tại vì nó tập cái buổi sáng tặng cho một đêm ngủ thức dậy đó. Là cứng giờ cứng cẳng thì nó qua nó tập sớm. Giấc chiều dễ thì cha nó tập hay là chị tập. Cha nó tập thì chị làm công chuyện, còn đến chị tập thì cha nó làm chuyện vậy á. Còn tới bệnh viện? Ở trên bệnh viện thì mỗi một ngày người ta tập cũng 3-4 lần. Một sáng thằng Đông thì của bệnh viện ta chăm cứu một lần. Rồi một lần là ta xoa bóp, là của bệnh viện xoa bóp. Rồi một lần của bệnh viện mà tập nữa là 2 lần. Là coi như chăm cứu với 2 lần kia là 3. Còn chị mướn dắt chiều đầu giờ chiều á, 2 giờ hay là hoặc 1 giờ rưỡi là có cái cô đó lại của tập. Hai bên á thì 80 ngàn. Thì một bên á thì 40 ngàn. Nhưng mà thường kỳ thì hai bên, chứ một bên thì thấy hai cái tay, hai cái giờ em nó đâu có được. Nãy em hỏi là tỉnh có tiền không? Mình có đóng tiền gì không? Mỗi một tháng của nó chi tiêu ra thì tiền bệnh viện, tại vì có cái bảo hiểm đó thì người ta cũng đỡ có phần nào. Rồi còn một phần á là mình phải chi cho bệnh viện là khoảng 3 triệu mấy 4 triệu là mỗi một tháng ra. Rồi còn sữa sùng của nó này kia nọ cho mỗi một tháng của nó, chi tiêu của nó hết rồi chắc khoảng 5 triệu rồi. 5 triệu. Mà còn chị với ảnh á thì là ăn cơm từ thiện nha, ăn cơm từ thiện chứ không có ăn cái gì ở nhà mình hết à. Ví dụ ở đây có ai đem lên đồ ăn gì á thì cho thì ăn, còn nếu không có thì cứ ăn chay của từ thiện thôi. Bên đó người ta phát cơm từ thiện hả chị? Bên đó người ta có phát cơm từ thiện. Dạ. Còn với Di á thì mỗi một ngày ăn của nó là 50 ngàn. Từ sáng tới chiều thì sáng cháo, trưa cháo, chiều cháo, cháo thịt thôi chứ không mình, có gì nữa hết. Mình phải đóng tiền bóng ăn. Bóng tiền ăn, mỗi tiền ăn đó là mình đóng hàng tuần nha. Ví dụ một tuần lễ từ thứ hai á là mình đóng cho hết tới ngày thứ bảy, rồi cái bắt đầu thêm là thứ bảy đó mình đóng luôn chủ nhật tới thứ hai khác, đóng coi như là hàng tuần cho nó chứ không có. Còn ăn uống là nó là tự mình đóng tiền riêng ra vậy đó, còn tiền viện thì riêng chứ không có chung vô với tiền viện. Từ đó này em Nhi đỡ về có lên ký được cái miếng cân gram nào không chị? Chị không có cân, chắc chị thấy cũng được. Tại vì hôm đó cái chuyện của nó thì nó sát với dài. Em thấy cũng thấy đỡ đỡ mà lúc trước. Rồi bữa nay thì chị thấy chuyện nó thì cũng có hơi ấy một chút. Cho nên chị nhìn chị cũng biết như là có cái tay là không có. Cái tay này chẳng thấy. Tay này được nhưng mà có một cái là nó không có ngay ra như mình được. Nó hôm đó thì nó quéo vô luôn. Mà bây giờ bữa nay chị bẻ nó ra vậy, với chị muốn ta tập nó ra vậy, rồi đút cái khăn vô đặng cho nó đừng cong vô nữa. Nó hiện giờ cái tay đó thì được, nhưng mà có cái tay này thì nó cũng chưa có được gì hết. Cái tay này nó chỉ biết gồng thôi. Nó biết gồng thôi chứ nó chưa có biết co ra co vô như cái chơi kia. Cái tay này thì bây giờ nó kéo lên đây được, rồi nó ngay xuống được. Cái chân nào ở trên đó hả mà nó giờ nó ngay ra được chứ? Nó ngay không được, nhưng mà ví dụ chị cương bóp một lát á thì nó thì cử động được nhưng mà nó không có ngay thẳng như cái chân này. Cái chân này á thì cái chân bên đây nè, bên đây với bên đây nó liền. Mà cái chân này á thì bây giờ ví dụ mà cương bóp nó một lát, ví dụ mấy cái cô tập cho biết thì liệu á, chỉ qua khi làm nó làm lát thì nè, em sẽ được hơi dẻo được một chút. Thì nó cử động được, cái chân này cử động được. Nó nhích ra được, nhích vô nhích ra được, kéo này, nó nhích vô nhích ra được chứ không phải như hôm đó mà cứ ngắt nó xiết vô vậy luôn. Mai nó ra được, nó tự đưa lên đưa tới đưa lui cũng được nữa, nhưng mà nó tự đưa rồi cái hơi nó xiết vô xiết ra vậy đó, mà nó không có ngay được như cái chân này. Chị nói hôm nay em Duyên đây như tuổi rồi chị? Năm nay nó 24 tuổi. Có nói với anh là bao lâu mới mình làm việc được không? Cái năm mấy chứ? Năm mấy nữa hả? Mà cũng có cho mình số lượng là mấy ký không? Không có nói.
ví dụ tùy sức 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 của mình, ví dụ thấy nặng quá mình đừng có làm, thấy đau quá thấy đau quá làm những chuyện nhẹ nhẹ được. Hổm ơi, cái cục dai anh nó lòi lên hay còn không anh? Cái đó thì nó chắc không hết nổi, nó lòi hoài luôn nè, bị nó gãy chỗ này nè. Rồi mấy cục xương sườn của anh nó gãy rồi mà nó có chỉ ra không? Không, giờ nó xương thì giờ nó bình thường. Nó liền lại rồi không? Liền, chứ còn có cái cục này, cục này là chắc suốt đời luôn á. Dạ. Mà em nghĩ cái cục đó mà mình tỉ mình giác nặng là sẽ sập nữa. Nó sập xuống á, nó lệch xuống rồi. Chị cũng sợ lệch vậy đó. Đang hoàn cảnh khó khăn mà em Di vậy, anh bệnh nữa, anh bị tai nạn nữa, cái hoàn cảnh cũng đơn chiếc là khó khăn. Dồn bao nhiêu á mà cái gánh nặng về dành nhất là cho thằng Di Anh nó đừng kiếm tiền đó, phải không? Còn cực khổ nhất là anh chị phải lo lắng cho hai nhỏ này nữa. Xui vậy đó, anh nó đi lo cho em Di nè, về nó bị tai nạn cái nữa. Con chưa có gì tên, cái cha bị cái nữa, gánh nặng tụ cột là cha không à. Dịp đây á thì em hay chồng em xuống á thì có số tiền của chị Phương bên Canada. Chỉ gửi cho em 100 đô. Thì 100 đô thì em đổi ra 1.730.000 thì em gửi cho chị 730.000. Rồi giờ chị cũng cảm ơn chị Phương ở bên Canada. Hai vợ chồng chị cảm ơn đặng chị Phương có gửi tiền về cho bé Di, đặng chị lo thang thuốc cho bé Di. Trước thì chị cảm ơn chị Phương đó, rồi sau này thì chị cảm ơn hai vợ chồng em. Chị hai vợ chồng em mà em Thủy với gì quên tên nữa. Hiền. Thủy với Hiền. Dạ. Có công đi xuống đây đặng mà Thủy Hương vừa là trao tiền cho chị đặng lo cho em Di, thì chị cảm ơn hai đứa với cảm ơn chị Phương. Cảm ơn chị Phương nhiều lắm. Vậy một ngày vậy em Di xài bao nhiêu bịch tả có hao không chị? Một ngày thí dụ chừng nếu mà chị mà làm mà nó không có bị lạch á thì nó chắc cũng 2-3 miếng cũng có. Nhiều thứ lắm, thí dụ 2-3 miếng cũng có khi một ngày á, rồi cái giò này nó quẹt tới quẹt lui á, với cái tay nó nè, nó chỉ vô cái nó chảy ra tùm lum, thì có khi 3 miếng cũng có, 4 miếng cũng có khi từ sáng tới chiều có 1 miếng cũng có. Như sáng giờ chả làm 2 miếng rồi đó. Tại vì chị làm rồi cái chị không có hai, chị không hai nó tiêu, cái chị mới lại chị kéo nó lên ha, kéo nó xuống gì vậy đó. Cái nó lấy cái tay nó chỉa vô đây, cái nó lạch qua, cái nó ướt nhẹp hết rồi. Cái vừa ướt mà vừa ướt tả mà vừa ướt quần ướt áo nữa, rồi phải thay hết. Cực gì á, giờ tốn tiền mua tả, phải có tiền mua tả. Phải có tiền mua tả. Được tập những liệu như là ngày nào có đi bệnh viện thì anh chị tập cho em làm cho co giãn được. Ca nó cũng mới ngồi tập đó, rồi cái chị lên đó chị nằm chút, tại vì ban đêm một đêm thì nó thức mấy lần rồi. Rồi chị phải thức với nó từ... mấy tháng lạnh này em Di ngủ được không chị? Trời ơi, một đêm vậy thức 4-5 lần cũng có. Nó ngủ 1 tiếng đồng hồ lạnh không có thêm nữa. Rồi có ban ngày thì giờ nó ngủ mà cái nó ngủ một chút, rồi ban ngày thì mắt phải cho nó ăn uống nước đồ này nọ, mình đâu có cho nó ngủ nhiều sợ ban đêm nó không ngủ mà ăn về nó cũng vậy. Ví dụ chiều chị cho nó ăn cơm đi 3 giờ hay gì, 3:30 chị cho nó ăn cơm, cái chị lau mình, cái chị thay đồ cho nó xong xuôi cái vô cái nằm im chút, cái nó ngủ một chút, cái bắt đầu cái chị bỏ nó đó, cha nó giữ nó hay gì đó, cái chị đi tắm rửa dọn dẹp một chút rồi nó ngủ, rồi thì chút xíu cái nó thức cái bắt động hơi cái nằm chơi với ổng đó, ổng nói chuyện rồi này kia với nó, xong cái tới chừng 7-8 giờ cái bắt đầu nó ngủ được chút nữa, cái 9 giờ chị phải cho nó uống sữa, 9 giờ chị cho nó uống sữa, cái bắt đầu chị bóp đồ cho nó xong cái nó ngủ một chút, cái chị chưa có nằm xuống cái ghế bố này nữa là bắt đầu nó thức tiếp. Nhiều khi với Di Anh nó đi nhạc tang lễ nó về đó, cái bà hai nó thức không, nói hai cái sao bà không ngồi dậy đây, không tao để cho nó làm sao, cái nó xây qua xây lại, cái kia Di Anh kêu nó, cái nó dòm Di Anh rồi cái nó nằm đó, rồi cái chị cũng phải ngồi dậy chung vô, chứ chị đâu có ngủ được nguyên đêm gì đâu như nó đâu, không có ngủ ai được ngủ được vậy đó. Ê, bữa nay á vợ chồng em đến đây thăm, trước là thăm anh chị, chúc anh chị có nhiều sức khỏe, với chúc anh Di
được mau ăn để có lấy lại sức khỏe lại á. Thì vợ chồng em cũng xin phép anh chị em về. Thì clip của Thủy cũng đến đây đã hết. Thủy xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi video này. Thủy mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Thủy có động lực quay video tiếp theo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.